tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh một ngày bồng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Tô Hoài sinh ra tại quê nội ở thôn Cát Đồng, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, trong một gia đình thợ thủ công. Tuy nhiên, ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Chính tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên đã vun đắp cho tâm hồn nhà văn sự giàu có về thế giới tự nhiên, giúp cho trang viết của Tô Hoài luôn níu kéo được người đọc. Bước vào tuổi thanh niên, ông phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, vân vân. Khi đến với văn chương, ông nhanh chóng được người đọc chú ý. Từ năm 1954 trở đi, ông có điều kiện tập trung vào sáng tác. Tính đến nay, sau hơn 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã có hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận, vân vân. Truyện cũ Hà Nội gồm 2 tập sách được nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2007 trên khổ giấy 21 cm. 2 tập truyện cũ Hà Nội là tổng hợp những bài viết ngắn, ký sự hay là một khảo cứu về phận người, quang cảnh sau cái cổng làng trên mảnh đất kinh kỳ, về ẩm thực, về tiếng nói, về phong tục của một thời quá vãng. Có những việc xa quá rồi và có lẽ có ít người nhớ được. Cũng không phải tất cả những người đã từng viết về cái ngày ấy đều có khả năng lưu giữ người đọc nán lại lâu bên trang sách của mình. Đọc những chuyện vụn vặt chưa biết mà muốn nghe thêm nữa, đọc những thứ biết rồi và thấy quá khứ cứ lai vãng mà hiện hữu, bâng khuâng lạ kỳ, như cái tàu điện leng keng, những ngày hội Tây bên Hồ Gươm, những tà áo dài từ thuở the vai nhuộm nâu Đồng Lầm, vân vân. Trải dài trong 2 tập sách là những biến đổi trong nếp sống của một thành phố, qua cuộc biển dâu của đất nước suốt thế kỷ 20 và sự chuyển động văn hóa trên toàn thế giới, trên con đường Âu hóa, đô thị và công nghiệp hóa. Dòng chuyển hóa chung của xã hội loài người lại va phải những ghềnh thác trong lịch sử Việt Nam qua cuộc chiến đấu dai dẳng, kéo dài hơn nửa thế kỷ, qua nhiều giai đoạn, giữa nhiều thế lực, khi tiềm ẩn, khi thô bạo. Tô Hoài là một nhân chứng lịch sử đặc biệt của Hà Nội và các vùng ven giai đoạn đầu thế kỷ 20, khi làng quê nơi ông lớn lên cũng như kẻ chợ tường xa mà gần của ông đang dần già mở rộng, chuyển mình theo những biến động của thời cuộc. Nói trường hợp của Tô Hoài đặc biệt là bởi ông có tài quan sát tinh tường, tỉ mỉ, khả năng sử dụng từ ngữ đầy màu sắc, lối viết thủ thỉ, nhẹ nhàng mà dí dỏm. Khi đọc truyện cũ của Hà Nội, tác giả đưa người đọc say sưa giọng kể dung dị tỉ mỉ của mình lạc vào trong phố xá đường làng của Hà Nội và vùng ven đô xưa cũ. Có lẽ đi xa Hà Nội một thời gian nhất định, tình yêu dành cho quê hương trong ta thay đổi sang một miền sâu cảm xúc khác, để ta có thể cảm thụ được những gì khi thơ trẻ ta đâu có hiểu tới. Đặc biệt, truyện cũ Hà Nội gom góp những màu hồi ức, tự sự, nhật ký, tùy bút, văn phong phóng khoáng bay ra cả ngoài lề sách. Đang chuyện này tự dưng nhảy sang chuyện nọ, đang hồi ức này kéo về miền ký ức khác. Nhưng một khi đã quen rồi, và đặc biệt với người đọc nào chẳng nhu cầu gì một câu chuyện cụ thể, lan man, lại hay, như ta dạo mình vô định trong những cảnh sắc và cảnh đời của đô thành cũ. Có những chuyện đã cũ, cũ lắm rồi, trước cả đời ông bà ta, lịch sử mấp mé ở cái ngưỡng thật thế mà xa xôi hư ảo, đủ gần để ta tưởng tượng, đủ xa để ta tiếc nuối. Hà Nội thay đổi đến chân tơ kẽ tóc sau đô thị hóa. Con phố ấy, góc đường ấy nào ngờ gần trăm năm trước có một vóc dáng khác hẳn. Có lẽ điều không thay đổi duy nhất của Hà Nội từ xưa tới nay, đó là mảnh đất này luôn đồng thời nên thơ, sang trọng và lam lũ, tất bật ầm ĩ không bao giờ ngừng nghỉ.
Chuyện cũ Hà Nội còn có thể coi là một tập điều tra xã hội học về Hà Nội thời nửa đầu thế kỷ 20 bằng văn chương. Bất luận bạn đọc ở giai đoạn nào, ở lứa tuổi nào, cũng có thể tìm được những điều mình cần biết mà chưa biết. Tô Hoài đã khắc họa sinh động và rõ nét sự thay đổi của Hà Nội theo suốt cuộc đời ông. Từng mục truyện vừa gần gũi, vừa phảng phất nếp sống xưa, khiến Hà Nội có một màu của sự hoài niệm, xưa cũ của lịch sử để lại, nên rất hấp dẫn đối với người đọc. Chuyên mục cùng bạn đọc sách xin trân trọng giới thiệu. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi, thời gian qua.